dự báo giá tiêu ngày 15 tháng 6 năm 2024, bất ngờ lao dốc sau đợt điều chỉnh mạnh. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế, IBC niêm yết giá tiêu đen Lam Pung, Indonesia chốt tại 6.448 đô la tấn giảm 0,01%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 8.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta giữ mức 4.900 đô la tấn giá tiêu trắng muôn to 8.416 đô la tấn, giảm 0,01%. Giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam đồng loạt đồng loạt tăng mạnh, 7.800 đô la tấn, tăng 6,84%. Loại 550 gram eo mức 8.000 đô la tấn, tăng 2,56%. Giá tiêu trắng mức 12.000 đô la tấn, tăng 12,14%, kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia chốt tại 6.448 đô la tấn, giảm 3 đô la. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 8.500 đô la tấn, tăng 3,53%. Giá tiêu đen Trinh Malaysia Asta giữ mức 4.900 đô la tấn, giá tiêu trắng muôn to 8.420 đô la tấn, tăng 11,82% giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam đồng loạt giữ giá ở mốc cao, giao dịch ở 6.500 đô la tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo mức 6.700 đô la tấn, tăng 11,94%, giá tiêu trắng 9.500 đô la tấn, tăng 15,79% gần đây một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản như hồ tiêu cà phê phản ánh có hiện tượng các container hàng xuất khẩu khi đến tay người nhập khẩu bị thiếu hàng và mất hàng trước hiện tượng này đại diện cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết vẫn chưa có cơ sở để khẳng định việc mất hàng diễn ra ở đâu tại địa điểm nào trong khi hàng hóa vận chuyển từ người xuất khẩu đến người nhập khẩu đi qua nhiều công đoạn khác nhau nhiều đơn vị tham gia xử lý hàng hóa trước mắt cục xuất nhập khẩu đã liên hệ trao đổi với VBSA và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đề nghị hai bên sớm ngồi lại với nhau, trao đổi trực tiếp, cung cấp thêm thông tin để làm rõ nguyên nhân sự việc và có biện pháp gia tăng an ninh, an toàn cho các lô hàng xuất nhập khẩu. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho hay, dự kiến sáng ngày 13 tháng 6, VBSA và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp để trao đổi về vấn đề này. Trước đó, VPS Phát đi cảnh báo về tình trạng một số thành viên của Hiệp hội bị mất một phần khối lượng hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể, nhà nhập khẩu phát hiện hàng hóa bị thiếu hụt so với số lượng ký hợp đồng thực tế, trong khi khối lượng container bao gồm hàng hóa bên trong được cân tại cảng theo phiếu cân tại cảng đều thể hiện hàng hóa đủ khối lượng tại thời điểm hạ tại cảng. Giá tiêu hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tăng nhẹ từ 1.000 đến 5.000 đồng kg ở một số địa phương, giao dịch quanh bốc 160.000 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Bình Phước là 162.000 đồng kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 160.000 đồng kg ổn định so với giá ngày hôm qua. Giá tiêu chư xê, Gia Lai hiện ở mức 160.000 đồng kg tăng 5.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay ghi nhận ghi nhận ở mức giá kỷ lục 162.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng kg. Cụ thể, tại Bà Rịa, Vũng Tàu lên mức 161.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước, giá tiêu đạt mức 162.000 đồng mỗi kg, tăng 3.000 đồng kg dự báo giá tiêu ngày 15 tháng 6 năm 2024 sẽ tiếp đà giảm mạnh. Giá tiêu đột ngột giảm sốc trong một vài ngày trở lại đây chủ yếu đến từ tình trạng đầu cơ quá nóng khi giá tiêu liên tục tăng mạnh trong hai tuần qua. Việc giá tiêu tăng cao có thể kích hoạt một bộ phận người trồng tiêu, đại lý xã bán tiêu tồn trữ từ các niên vụ khác ra thị trường. Các chuyên gia ngành hàng đánh giá việc giá điều chỉnh trong ngày hôm qua là điều cần thiết để giúp thị trường trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, Mặt bằng giá khó có thể giảm sâu khi giá tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới, có thể kéo dài 8 đến 10 năm. Trong bối cảnh nguồn cung tiêu trên toàn cầu xuống thấp nhưng nhu cầu đang tăng trở lại, tuy nhiên, dựa trên quan hệ cung, cầu, giá tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới, khó có thể giảm về các mức thấp như trước đây. Giá tiêu hiện được nhiều chuyên gia và tổ chức ngành hàng dự báo có thể vượt đỉnh của chu kỳ giá trước. 250.000 đồng mỗi kg trong bối cảnh nguồn cung tiêu thấp nhưng nhu cầu toàn cầu đang tăng trở lại. Nhìn lại lịch sử thị trường hồ tiêu đã trải qua nhiều chu kỳ lên xuống giá. Chu kỳ lên giá của hồ tiêu thường kéo dài từ 8 đến 10 năm và dự báo giá sẽ lên tới đỉnh và sẽ cao hơn của chu kỳ trước. Ông Hoàng Phước Bính, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ Tiêu Chư Sê cho biết.